Thường thì các bạn chọn món tráng miệng nào cho bữa ăn trong gia đình nè? Riêng mình thì mình chọn món chè khúc bạch, bởi nó không chỉ là món chân ái của các thành viên trong gia đình, mà món chè vừa đẹp mắt và vừa thanh mát nữa. Mỗi khi muốn ăn, chạy ra ngoài hàng quán mua một bát chè khúc bạch mà lội mưa, đội nắng mới tìm thấy được. Thôi thì chi bằng mình nấu ở nhà vậy. Dành một chút thời gian trong ngày, thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc, bật một chút nhạc mình yêu thích lên và vào bếp nấu một món tráng miệng chỉ mất tầm 30 phút thôi, mà cũng khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và tâm trạng vui lên rất là nhiều. Mình nấu sữa béo lên và cho thêm tí đường để có vị ngọt, rồi cho gelatin vào để miếng khúc bạch có độ dẻo và mau đông hơn. Tùy bữa thì mình có hay cho thêm phô mai hoặc thoa thêm một khoai môn, củ dền để khúc bạch có thêm màu sắc. Rang thêm hạnh nhân và nước lông nhãn nấu với đường phèn nữa là có một vị ngọt nhẹ, thanh thanh rồi nè. Nấu xong thì cho vào tủ lạnh để khi lấy ra thì món chè lạnh này thì không thể chê vào đâu được. Mong là các bạn cũng sẽ có một bữa tráng miệng và trải nghiệm đáng nhớ mỗi lần vào bếp giống mình nhé. Tìm mua nguyên liệu uy tín, chọn ngay Bếp Nhà Thái.